Gái à trai qua thi đã mở răng về nghe con thầy thấy đã định gần con Sài Gòn cũng tan nát chẳng còn gì nữa đâu. Miền Tây thì khóc thảm sâu, miền Trung chết khổ trong bầu càng khôn, miền Đông dĩ định không trường tồn, Nam phương bốn phương có bảo tồn được ai. Cho nên nam nữ gái trai hãy lo trao sữa rồi ngày mai dần dần. Quý vị ơi, Út Trầu á thì xác trần tuổi cũng đã già rồi. Kim thân này cũng phải có ngày trở về đất lạnh. Nhưng chỉ cầu mong cho quý vị trấn thân tâm thanh tịnh, tiến tu rường lạc, giữ gìn kim ngư trong xác thể, cũng như tình mẹ trao con trong giây phút cuối, là mong con mẹ được vuông tròn. Thế gian là cảnh chia lìa, nay còn mai ở biết về nơi đâu, mà cảnh đời là quá bể sâu. Con tiên của mẹ ngơ ngơ bấy lâu mẹ chờ, cơ trần tạo quá là một mây, điện tiên mẹ ta bút kêu cơ dưới phàm. Con ơi mỗi việc là mỗi làm, sanh môn tử biệt trong kỳ hậu lai, dù cho nam nữ ai gái trai qua thi đã mở răng về nghe con thầy thấy đã định gần con. Sài Gòn cũng tan nát chẳng còn gì nữa đâu, miền Tây thì khóc thảm sâu, miền Trung chết khổ trong bầu càng khôn, miền
đông dĩ định không trường tồn. Nam phương bốn phương có bảo tồn được ai, cho nên nam nữ gái trai hãy lo trao sữa rồi ngày mai dần dần. Chúc con tất cả mọi gia đình trên hòa với thần nhẫn nhường với nhau, những lời kinh bút là mẹ trao, các con tự định mà vào hồn thiên. Bây giờ nghiệp lực dư trần duyên, ham mê rồi đài đó chẳng về được đâu. Đất lành cũng quá là biển dâu, núi sông vũ trụ hoàng cầu cũng tiêu tan, chỉ còn thể xác hay linh hồn. Hồn khôn con quy lại là tồn trong hậu lai. Chúc con ráng giữ ngày mai, lướt thiền mặt sống mà cài trăm hoa. Kỳ này lưới định quân ba, con mẹ rồi lại con cha cũng khổ sầu. Nếu mẹ đánh thì đau đầu con trẻ, còn nếu cha đánh thì sức mẹ con thơ. Cho nên mẹ xuống bốc ru cơ, kêu con trở lại một dần thơ nhẹ nhàng. Con có gì thắc mắc không? Con bôn ba tứ phương, con cố tạo cho cuộc sống, rồi con cố giành giật cho trong đời hậu lai này. Con ơi, mẹ đã nói với con từ thở con mới có 15 tuổi, đời mỏng như mành chuông treo chi năng, nhưng nghiệp sanh chung cứ lặng lặng đi sâu vào. Thì hôm nay tuổi của con cũng đã yên ổn được một phần nào, còn sắc sâu thấm gì chứ được ngọt ngào đâu con. Chỉ mong con hết cơn đại nạn trùng ba là đời con hết khổ, con lướt qua bể trần, con hết nạn rồi, con sống lướt thuyền bè để con hồi môn bổn trụ. Nhưng nhiệm vụ con là phải sống, con sống lướt như thuyền dòng chiên chót thì con phải lẹ gót cho nhanh nhanh. Con còn chút xíu nữa trong tầng 8 nha con. Trong tầng 8 này con còn gặp một điều không may đến với con, nhưng mà nó lướt cho con để cảnh cáo con. Nhưng trong tầng 8 này nha con, qua tầng 8 độ về tới cuối niên
con sẽ được nhiều may mắn đến với con, và sự hành tàn của con sẽ bảo tồn cuộc sống của con sau này. Con biết cái công sanh dưỡng lần thăm con. Ủa quên nữa. Ai tạo cho con nên dốc nên hình, ai nuôi cho con khôn lớn đến giây phút này. Thân mẫu con đã đến ngày quy tiên, không còn xa nữa đâu con. Răng phụng dưỡng trong giây phút cuối cùng, để con đền ơn đáp nghĩa sống thân. Con trả cho vẹn cái nghĩa, rồi tới đây con cũng sẽ có trách nhiệm làm cha nữa rồi. Con hãy nhớ tục phàm có thánh câu: quả nhân công lạc lưng ngồi sanh chi. Con sanh giống nào thì sẽ về giống nấy. Ráng nghe con, hôm nay con cũng đã được rồi, không còn hụt khổ, nhưng vừa đủ no không dư dả, nha con. Thì sớm thăm tối giếng gia mẹ trong lúc này, để rồi ngày mai con không còn ngày nào kêu được nữa đâu. Người mẹ là người tạo hóa cho con trong suốt quãng đời, chỉ có mẹ cho con tất cả. Một bầu trời, một vũ trụ dương gian, con chưa có lo cho mẹ được một sắc hàng thiên vị. Đừng nỡ bỏ lòng mà mất hậu trí âu nhi. Con ơi, con vẫn biết sanh là tử, diệt là quy, phải trở về nơi cõi đỏ lạc ngã tỳ. Không ai tránh khỏi luân hồi trong kiếp chót, nhưng con hãy nhớ giây phút này con lẻ gót nhanh lên, phụng dưỡng song thân cho mạng chu kỳ. Đây ngày ra đi không có gì hối tiếc, bằng nghịch tử con chịu trầm lưng biển khổ. Thầy mẹ dạy con suốt bao năm rồi, mẹ vẫn biết con ngộ ngang cứng đầu, nhưng con có đứa dày đứa khác. Mẹ vẫn biết con không tròn được trách nhiệm, nhưng ráng đi con, trả cho xong món nợ kỳ cùng. Con quay trở lại con hấp tùng trong dương thế. Thôi, đêm nay mẹ khuyên con vài lời ráng nhớ. Hãy nhớ lời nhiệt huyết thâm sâu: ơn cha mẹ là nghĩa trọng cầu, nhan con. Ngày nào cha mẹ mất rồi, con không thể tìm được đâu. Con hãy nhớ lần này chính ngày giờ nào con ra đi trọn vẹn cũng vậy. Hôm nay con đã có tuổi trưởng thành, con đã sống di du trên con đường của xã hội, con đã biết tội và phước rồi. Thì con nên nhớ lực của đời, tội đi xuống, phước đi lên. Con chọn hai ngã đó, con hãy lấy cái phước để nhẹ cái tội cho con, và con hãy dẹp cái tội để nâng cái phước cho con. Ráng nhân con, cho con biết thời gian rồi đó, con hãy tự tính và suy diệt. Thôi, con ráng an tâm đi, con quay trở về trong diêu trì Phật mẫu. Con nguyện với bà, con xin cho mẹ con
thân tâm như thế nào thì con định luật. Con nhờ ơn trên, con ân xá như thế nào là do con định lực. Hôm nay con đã nhẹ hết 4 phân rồi. Nhan 4 phân rồi. Không còn nặng nữa. Con ráng đi. Xác con hôm nay con về là nhìn con rất rõ rồi. Tuy rằng con ít có về nơi đây để là con thăm được ở chỗ này, nhưng dù xa xôi cách dặm mà thần giao cách cảm, mẹ vẫn biết con làm việc gì hết. Nhưng con hãy nhớ lời của thầy mẹ ân trên chỉ cho con rất rõ ràng. Thôi con hãy quay vô niệm dưới đức mẫu diêu trì, nguyện tên tuổi của con để cầu xin cho mẹ con điều gì là do con sở nguyện.